À, rất vui là được đồng hành và chia sẻ những sản phẩm mà bên em vừa sưu tầm được đến với cả nhà mình. Thì đến với clip buổi chiều tối ngày hôm nay. Tối ngày hôm nay là ngày 28 tháng 9 nha các em ha. Thì vào buổi tối ngày hôm nay thì bên đồ cổ Cần Thơ em cũng có lựa chọn ra một số sản phẩm rất là đẹp quay lên để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trực tiếp trong video ngày hôm nay. Các bạn xem được thì nhớ cho em xin một like nha. Đừng quên cho em xin một like ha. Xem được thì coi như mình có duyên với nhau. Các bạn tiện vào nhấp giùm em một like phía bên tay trái màn hình, mình có ngón tay đưa lên nhấp vô giùm em một cái nha. Bên cạnh đó là các bạn chưa có đăng ký kênh thì các bạn thấy chữ đăng ký đó, các bạn nhấp vô giúp em cái nha. Để hàng ngày thì em cũng có soạn ra một số sản phẩm quay lên để giới thiệu và giao lưu cùng cả nhà mình vào hai clip, một clip vào buổi trưa và một clip vào buổi chiều tối. Thì mình like với đăng ký thì không mất tiền mua đâu nghe cả nhà nha. Thì để mình có thể đón xem được các sản phẩm tiếp theo bên em thì các bạn nhớ yêu cầu các bạn có like, có đăng ký kênh thì tự động là sẽ thấy được những video tiếp theo bên em nha. Thì đến với clip buổi chiều tối ngày hôm nay có rất là nhiều sản phẩm hay đây. Bên cạnh một số mẫu con giáp bằng đồng, một cặp thần công đại phá cả nhà ha. Bên cạnh đó là hôm nay em có sưu tầm có lựa ra được một số tượng Phật Di Lạc rất là đẹp. Di Lạc cỡ Long Quy ha, Di Lạc cỡ Rồng, Di Lạc cỡ Cá Chép. Bên cạnh đó là có một tượng Quan Công rất là lớn sẽ có trong trực tiếp trong video ngày hôm nay. Để giới thiệu và giao lưu cùng mình nha. Rồi hôm nay sau đây sẽ là chi tiết từng sản phẩm để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi mã số 1 đầu tiên trong video hôm nay thì giới thiệu cả nhà mình, hôm nay em có sưu tầm được một cái đồng hồ nha các nhà ha. Một cái đồng hồ Omega nha, rất là đẹp ha. Đồng hồ Omega hai bên hình ảnh là hai con nai, ở dưới là cái miếng đá này các nhà mình xem. Rất là đẹp nha, cho một cái đồng hồ này ha. Mẫu này nè, mẫu này nó có để là Swiss, mẫu này mẫu Switzerland 51886. Đây có nút ở sau, có nút để chỉnh giờ ha. Đồng hồ hoạt động trên nguyên tắc là lên có hai bên là hai con nai bằng đồng đây các nhà mình xem nha. Đây là mã số 1 trong video hôm nay ha. Và bề ngang của tác phẩm này thì nó tầm khoảng là 32 cm, chiều cao đo tới con nai tầm khoảng là 21 cm các nhà nha. Đây mình cùng xem ha, một cái đồng hồ quá đẹp luôn nha. Một cái đồng hồ con nai đó, nó hơi cũ nha các nhà ha. Đây phía mặt sau đây chỗ có chỗ lên cót nha, mẫu 1889. Đây đồng hồ con nai, và cái này mã số 1 đầu tiên trong video hôm nay. Thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một cái đồng hồ con nai như thế này là 3,5 triệu nha. 3,5 triệu cho mã số 1. Mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây mã số 1. Rồi mã số 2 hôm nay là bên em còn được một cái con cua. Đây một cái con cua nha, một cái con cua đó, một cái con cua kẹp tiền. Đây cả nhà mình xem ha, con cua kẹp tiền chất liệu bằng đồng. Tổng trọng lượng của con cua này rơi vào khoảng là 1,7 kg ha. Chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 21 cm, bề ngang tổng thể là khoảng là 17, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình cùng xem ha. Đây con cua này ha, con này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,2 triệu, 1,2 triệu cho mã số 2 trong video ngày hôm nay. Thì tất cả các đơn hàng hôm qua các bạn đặt thì bên em hôm nay đã gửi đi cho mình hết rồi luôn nha. Thì các bạn có xem thêm, có cần thêm thì có thể liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại phía trên màn hình giúp em ha. Xem được thì cảm thấy thích, thấy hay các sản phẩm bên em thì các bạn nhớ giùm em cho xin một like giùm em ha, và đăng ký kênh nha để mình đón xem các sản phẩm tiếp theo. Rồi con cua này nha, con cua này thì 1,2 triệu nha các nhà mình nha. Một con cua cạp tiền chất liệu bằng đồng ha, cua tài lộc. Mã số 2. Rồi mã số 3 của ngày hôm nay thì bên em còn được một cặp thần công, cặp pháo ha, cặp pháo, cặp thần công Canon. Cặp này là 516664. Đây các anh em xem ha, một cặp này 516664, bao gồm có hai cái. Đây để quay cho mình xem gõ hai cây này ha. Đó, về trọng lượng là tầm khoảng là 6,5 kg nha các anh em nha. Và mỗi một cây trên đây nè, mỗi cây trên đây là nó có 1664 nè ha. Đó, Karen gì 1664 nè. Bao gồm hai cây, đem để bày ngang cho mình xem từng cây trước như thế này nè ha. Đó, hai bên là bánh xe này nha, hoạt động đẩy Vivu luôn ha. Cặp này chất liệu toàn bộ bằng đồng, chiều dài tổng thể tầm khoảng là 35 cm, và chiều cao là khoảng là 13 ha. Đo tới ổng cho là khoảng là 15. Đó, một cặp bao gồm hai cây. Về trưng bày sưu tầm thì quá đẹp luôn cặp này ha. Cặp này thì cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm thì cặp này hôm nay là bên em có giá giao luôn cả nhà mình 3,5 triệu thôi. 3,5 triệu cho một cặp như thế này ha. 3,5 triệu cho một cặp. Thì các bạn có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em nha. Mã số 3 có trong video hôm nay ha. Một cặp thần công ha, cặp thần công. Đây là mã số số 3 có trong video hôm nay mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình nha. Mã số 3 ha. Rồi thứ hai mã số 4. Mã số 4 thì cuối ngày hôm nay bên em còn được một cái bàn ủi full đồng. Đó, một cái bàn ủi ha. Cái này là full đồng luôn, toàn bộ nó bằng đồng hết. Cái này về trọng lượng là tầm khoảng 5 kg em nha. Cái này là 5 kg đây các anh em xem ha.
đó hôm nay ha, cái này là 5 kg, toàn bộ bằng đồng nha, con gà bằng đồng, trán bằng đồng luôn. Đây là 2, 4, 6, 8, 9 lỗ ha, tổng trọng lượng là 5 kg và chiều dài tổng thể là khoảng là 23, rồi chiều cao ha, chiều cao là khoảng là 22, toàn bộ bằng đồng 51882. Đây cái này nè, 1882 ha, full đồng hết luôn nha. Và cái này hôm nay bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.600.000 ha, 2.600.000. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc cho mình nha, 2.600.000 cho một cái bàn ủi như thế này. Đây là mã số 4. Và thứ này là mã số 5 trong buổi tối ngày hôm nay. Bên em còn được một tượng Phật Di Đà. Đó, tượng này thì quá đẹp. Phật Di Đà, đây các anh em xem ha, tượng Phật Di Đà nha. Tượng có ngày thì tổng trọng lượng tầm khoảng là Phật Di Đà là tổng trọng lượng khoảng 6,5 kg. Đó, Phật Di Đà ha, đài sen. Và chiều cao của tượng Phật Di Đà rơi vào khoảng là 36 cm. Bề ngang tổng thể là khoảng là 18 ha, chất liệu bằng đồng. Và tượng Phật Di Đà trong buổi chiều tối ngày hôm nay có giá giao lưu cả nhà mình 2.800.000. Phía sau là một cái hào quang bất ngờ này các nhà mình xem nha. Rồi đây là mặt sau của tượng nha các nhà mình ha. Đây. Và tượng này thì 2.800.000 nha các nhà mình nha. Đây là mã số 5 có trong video ngày hôm nay ha, mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6. Mã số 6 trong video ngày hôm nay thì em còn được một cặp hổ ha. Mã số 6 trong video buổi chiều tối ngày hôm nay, một cặp hổ hữu tiền ha. Cặp này rất là to. Cặp này về trọng lượng là khoảng 7 kg 3 các nhà nha. Cặp hổ hữu tiền ha, 7 kg 3. Và bề ngang nè, chiều dài tổng thể ha, chiều dài tổng thể là tầm khoảng là 23, rồi chiều cao ha là 21 cm, chất liệu bằng đồng nha các nhà nha. Và một cặp hổ như thế này đó, một cặp hổ hữu tiền đây các nhà xem nha. Và một cặp này hôm nay là bên em có giá giao lưu với cả nhà mình, một cặp hổ này ha. Đó, cặp này thì có giá giao lưu với mình một cặp hổ như thế này là 2.600.000. Bên em bao luôn phí vận chuyển toàn quốc nha, to lắm nha các em nha, cặp hổ ha. Tổng trọng lượng là khoảng 7 kg 4 ha, 7 kg 4 cho mã số 6. Rồi mã số 7 trong video của chiều tối ngày hôm nay là có hai con lân chất liệu đồng cổ như thế nào nha, lân vườn lân. Đây mình cùng xem ha, hai con lân nha, hai con lân, nó một con lân mẹ một con lân con, nó đàn vợn nhau này các nhà mình xem ha, lân vườn lân nha. Đây một con lân con, đây một con lân con ha. Đó, đây là một con lân to rất là dữ nha, để các nhà xem ha, lân vườn lân chất liệu bằng đồng xưa ha, rất là độc lạ luôn. Tổng trọng lượng là khoảng là 2.8 kg cho tác phẩm lân vườn lân của ngày hôm nay. Và chiều dài tổng thể là tầm khoảng là 32, con lân nhỏ dưới là khoảng là 13 nha các nhà nha, chất liệu bằng đồng xưa ha. Để các nhà xem lân vườn lân nha, có một con lân bự nè, nó vờn một con lân con đó. Và cái này có giá giao lưu cái nhà 3.500.000 nha, 3.500.000 cho lân vườn lân. Đây là mã số 7 có trong video ngày hôm nay nha, mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8 thì em có một cái hũ ha, một cái hũ như thế này nè, đây các anh em xem, một cái hũ ha, một cái hũ hũ chiêu tài, hũ cốc chiêu tài, mấy chú cốc thải tiền tài tài lộc vào trong cái hũ ha, cái bát giống như một cái bát vậy đó. Đó, hũ chiêu tài tổng trọng lượng là khoảng là 2.8 kg. Rồi chiều cao tổng thể là 3.14 cm, bề ngang tổng thể là khoảng 16 nha các anh em nha. Và cái hũ chiêu tài như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình, đây mình cũng xem ha, là 1.600.000 nha, nó nặng lắm nha, hũ chiêu tài ha, là khoảng là 2.8 kg cho mã số 8 ha. Mã số 8 ở bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu của mình nha. Rồi tiếp theo mã số 9 trong video buổi tối ngày hôm nay thì còn được một cặp voi đó, bao gồm hai con cặp voi này ha. Mã số 9 tổng trọng lượng là khoảng 3 kg nha anh em nha, 3 kg cho cặp voi hai con như thế này nè. Đó, một con thì cầm gậy như ý, một con thì cầm thỏi vàng, một cặp voi tài lộc ha, một con đều vấu cái gậy như ý mình thấy nè ha, còn con này đây nó đang vấu cái thỏi vàng này. Đó, một chuyện đầy đủ nha, tổng trọng lượng ha tầm khoảng là 3 kg 3 kg 1. Và chiều dài của con đầu tiên là khoảng 20, rồi chiều dài con thứ hai ha 24, chiều cao con này là 16 ha, rồi con này là 21 cm. Đó, cặp này ha, cặp này có giá giao luôn cái nhà 1.800.000 nha, 1.800.000 cho một cặp voi ha, cặp voi của ngày hôm nay. Một cặp voi này thì quá đẹp rồi, cặp voi này đây là mã số 9 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình trong một clip buổi tối ngày hôm nay ha, mã số 9. Rồi thứ hai mã số 10 thì có 3 con dê. Mã số 10 trong buổi tối ngày hôm nay có 3 con dê này, tam dê.
Đây cả anh em xem một cái tác phẩm tam dê ha. Ba con dê, đây hữu tiền nè, dê tài lộc. Ba con dê này tổng trọng lượng ha, tầm khoảng là 2,5 kg. Và chiều cao tổng thể 20. Rồi bề ngang là khoảng là 20 cm ha. Và tam dê như thế này có giá giao luôn cả nhà mình 1.600.000. 1.600.000 cho tam dê của ngày hôm nay. Đây là mã số 10 mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu của mình ha. Đây là mã số 10. Và mã số 11. 11 hôm nay rồi em còn được một con gà. Đây cả nhà xem ha, mã số 11. 11 là một cái con gà, một con gà đứng trên một cái đế tiền. Đây cả nhà xem nha, một con gà ha, đứng trên cục vàng rất là to. Con gà chất lượng đồng nha. Con này về tổng trọng lượng là tầm khoảng là 2,5 kg, rồi chiều cao tổng thể là 23. Bề ngang ha, bề ngang là 15. Con này có giá giao luôn cái này 1,2 triệu nha, 1,2 triệu ha cho một con gà đồng đứng trên một khẩu vàng rất là to nha, con gà đồng ha. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em mã số này, mã số 11 và mã số 12 là một con hổ đứng trên cục vàng. Đây năm nay là cũng con hổ ha, quyền lực sức mạnh nha, con hổ rất là to đang đứng trên cục vàng. Tổng trọng lượng là khoảng 2,2 kg cả nhà nha, chiều cao tổng thể là 21 cm, bề ngang tổng thể tầm khoảng là 16 ha. Và con hổ này hôm nay bên em cũng có giá giao lưu với mình nha, con hổ này rồi cũng có giá giao lưu với con hổ này cũng có giá giao lưu với mình là 1,2 triệu luôn nha cho mã số 12. Rồi 13 là một con ngựa thỏ vàng. Ngựa này chiều cao tổng thể là khoảng là 21, bề ngang là khoảng là 16 cả nhà ha. Và con ngựa thỏ vàng to như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình, một con ngựa thỏ vàng to đây. Rồi có giá giao lưu với mình một con như thế này ha. Đó con này thì có giá giao lưu với mình là 1,2 triệu luôn nha. Mã số 13 và mã số 14. Mã số 14 là một cặp dê núi. Đó, cặp này rất là to, cao nha. Cặp dê núi ha. Đây các anh em xem thấy hai cái sừng dê chất liệu đồng xưa nha. Đây mình xem ha, cặp dê này mã số 14, tổng trọng lượng là khoảng là 3,8 kg. Rồi chiều cao tổng thể ha, 35. Rồi chiều dài tổng thể là khoảng là 18. Và một cặp dê như thế này, hôm nay bên em có giá giao lưu cả nhà mình 2,8 triệu nha. 2,8 triệu cho cặp dê ha. Một cặp dê tài lộc. Cặp dê núi rất là to. 2,8 triệu cho cặp này. Đó cả nhà có nhu cầu quan tâm cặp này liên hệ giúp em ha. Đây mã số 14. 14 có trong video hôm nay. Số 14. Rồi tiếp theo là số 15. 15 hôm nay là bên em có được một cái cây quạt. Đây một cái cây quạt quạt đồng cho mã số 15. 15 là một cái cây quạt ha, sử dụng điện 220V. Nó có thương hiệu là Mangeli nha các anh em nha. Mangeli ha. Thì đây là mã số 15 có trong video hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu của mình nha. Tổng trọng lượng là khoảng 4,5 kg, sử dụng điện là 220 các anh em ha. Bật điện lên là có cái cần gạt ở dưới này nè, sẽ gạt nha. Cái này hôm nay là bên em có giá giao lưu với các anh em mình là cái này ha. Đó, là 3,2 triệu. 3,2 triệu cho mã số 15. 15 ha. Rồi tiếp theo mã số 16. 16 của ngày hôm nay là tượng Phật Thích Ca lớn. Tượng này tổng trọng lượng là khoảng 10 ha. Tượng Phật Thích Ca của ngày hôm nay là tới 10, tượng này là 10, 15,5 kg nha các nhà nha. 15,5 kg nha, trên tượng Phật Thích Ca lớn nè. Đó mình cùng xem ha, Phật Thích Ca 15, tượng là 15,5 kg chất liệu bằng đồng. Đó tượng này thì hôm nay bên em có giá giao luôn các nhà mình là 5,5 triệu nha. 5,5 triệu cho tượng lớn như thế này. Tượng này chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 52 cm. Bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 31, chất liệu vận động như các em nha, cao tới 5 mấy cm. Tượng này 5,5 triệu thôi nha, hữu duyên với các nhà mà tượng này 5,5 triệu ha. Ở đây là mã số 16 có trong video hôm nay nha. Mã số 16 và mã số 17 của ngày hôm nay là tượng Phật Di Lạc cưỡi rồng. Đó cuối ngày hôm nay là còn được một tượng Phật Di Lạc cưỡi rồng này tới 20 kg nha các nhà nha. Là mã số 17, Di Lạc cưỡi rồng ha, ông này tới 20 kg. Và chiều cao là khoảng là 47. Rồi bề ngang khoảng là 30, chất liệu bằng đồng. Và tượng Phật Di Lạc mã số 17 của ngày hôm nay là bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 7,5 triệu nha. 7,5 triệu ha. Đây phía sau lưng này, quá đẹp cho tượng này luôn nha, tượng này rất là lớn. Đây là mã số 10
17. Rồi tiếp theo mẫu số 18. Của ngày hôm nay là Phật Di Lạc gửi gửi cá chép. Tượng này là ôm muốn không nổi cả nhà ha. Tượng này rất là to. Tổng trọng lượng là 17,8 kg. Chiều cao tổng thể ha là khoảng là 48 cm, bề ngang là khoảng là 29 ha. Ở dưới là hai con cá chép này, còn ở trên là ông đang gánh tiền ha, mặt sau lưng. Đây, tượng này bên em cũng có giá giao luôn cả nhà mình là tượng này cũng có giá giao luôn mình là 7,5 triệu luôn nha, 7,5 triệu cho mã số 18 ha. Rồi tiếp theo mã số 19. Là Di Lạc gửi Long Quy. Ông này thì 15 kg. 15 kg chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà xem ha. 15 kg nha, tượng ông là tới 15 kg. Và chiều cao. Chiều cao là khoảng là 46 cm. Rồi bề ngang là khoảng là 36. Chất liệu bằng đồng. Và tượng này bên em cũng có giá giao luôn cả nhà mình là 7,5 triệu luôn nha. 7,5 triệu cho tượng này ha. Đây, quay mặt sau cho mình xem. 7,5 triệu. 7,5 triệu cho tượng này ha. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em nha. Đây là mã số 10, 19. Và cuối cùng trong clip ngày hôm nay là mã số 20. 20 là một tượng quan công rất là lớn nha. Tượng quan công này là tổng trọng lượng là khoảng 30 kg cả nhà ha. Và chiều cao. Và chiều cao của ông ha. Chiều cao. Chiều cao của tượng á. Chiều cao tượng là gần 75 cm nha. Đây các anh em xem ha, quan công. Quan công ha, tượng chiều cao ông là lên gần 75 nha. Và tượng này nặng 30 kg, rất là lớn ha. Và tượng này hôm nay bên em có giá giao lưu với cả nhà mình, một tượng như thế này ha. Là 22 triệu đồng nha. 22 triệu đồng cho tượng quan công ngũ kỳ. Ở dưới là nằm những con rồng. Đây chiều cao đây các anh em xem. Đo tới cây đao là khoảng 83 luôn. Đây các anh em xem ha. Đo lên tới cây đao là gần 83 cm nè ha. Đo tới tượng ông là khoảng là 68, cây đao phía sau là 77. Đó, tượng quan công ngũ kỳ. Tượng này nặng gần 30 kg cả nhà nha. Tượng này có giá giao lưu cả nhà mình 22 triệu đồng. Đây cũng là mã số cuối cùng trong clip buổi chiều tối ngày hôm nay. Thì cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo nha. Xem được tới đây chưa like cho em xin một like ha. Và bấm vào chữ đăng ký kênh giúp em luôn nha. Rồi, cảm ơn cả nhà mình rất nhiều ha.